Ôi, hình như nó có một cái điều bất ngờ thì phải. Ôi, có một cái điều bất ngờ thật sự đó các bạn. Tại đảo Hương Tôn thì Long Giang đã xuất sắc giành chiến thắng trước bang Tứ Hải của C118 và chúc mừng Long Giang của C30. Tại Long Tiền Tôn thì bang Tiếu Ngạo của S3 đã giành chiến thắng trước S26 là bang Tam Giới. Xin chúc mừng bang Tiếu Ngạo của S3. Và tại Thạch Cổ Chấn là bang Hoàng Gia của C111 đối đầu với lại Hồng Hưng, thì xin chúc mừng bang Hoàng Gia. Và một cái sự bất ngờ rất lớn là tại Giang Tân Thôn nữa các bạn. Bang Hoàng Gia B bằng một cách nào đó đã chiến thắng được bang chơi của C5. Một cái sự bất ngờ rất lớn nữa các bạn. Và tại Ba Lăng huyện thì Thiên Đế cũng đã xuất sắc giành chiến thắng trước Phong Thần của F45. Và chúc mừng server 31 Thiên Đế đi tiếp. Và bang Tình của S7 cũng xuất sắc chiến thắng trước Nghịch Tiên của F38. Chúc mừng bang Tình nha. Và tại Long Môn Chấn thì Ảnh Sát cũng là ban sẽ được đi tiếp. Và Trung Thiên Chấn thì chúng ta vừa xem vừa rồi, thì ban Tứ Vương là ban sẽ giành quyền đi tiếp. Phải nói là quá bất ngờ luôn mọi người, khi mà ứng cử viên cho chức vô địch S5 ban chơi đã bị loại, chính thức bị loại bởi ban Hoàng Gia Bơi. Quá bất ngờ thật sự là như vậy. Thì ban đầu anh em cũng có thể nhìn thấy, vừa mới vô là ban chơi ép ban Hoàng Gia, ép vô cái khu an toàn luôn, mà không biết bằng cách nào đó mà bang Hoàng Gia lại lật kèo được, quá dữ dội. We'll be right back.
Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.